À, đây là heo các bạn, chuẩn bị là dâu về tỉnh Cần Thơ và tỉnh Cà Mau nha bạn. Đây là những con heo được chúng tôi vận chuyển về hai tỉnh, thì heo đã được bỏ vào rò sắt nha bạn. Hiện tại là chúng tôi đang giao là 3 rò heo về tỉnh Cần Thơ và 1 rò heo về tỉnh Cà Mau nha bạn. Đây là những con heo được chúng tôi giao cho tỉnh Cà Mau thì khách hàng sẽ nuôi nha bạn. Còn tỉnh Cần Thơ thì chúng tôi giao cho quán nha bạn. Chúng tôi giao những cái con heo này là heo con, có số ký là từ 9 cho đến 13 ký nha bạn. Con heo là rất nhỏ, mỗi cái rò như vậy thì chứa là 5 con. Chúng tôi vận chuyển giao cho xe khách để chở về hai tỉnh nha bạn. Các bạn nào mà thật sự có nhu cầu mua heo, các bạn liên hệ bên Tiến Đạt chúng tôi sẽ giao vận chuyển cho các bạn từ 5 con trở lên nha bạn. Các bạn cứ liên hệ qua chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 12 tiếng nha bạn. Rồi, cảm ơn tất cả bạn đã xem video. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi nha bạn.